Đây là cái điều quan trọng nhất mà ta thấy. Cho nên á, nếu ai tốt thiệt á, thì ta là hiền thánh. Tốt thiệt á, thì ta là Bồ Tát. Cho nên vì ta không tốt thiệt mà ta tưởng lầm mình tốt á, thì cái này nữa là ác ma. Trên bước đường tu đó, cái điểm này. Cho nên cái khi mà cái thậm thâm di diệu đó, Ngài Ma Ca Diếp nhận được, nếu mấy thầy tỳ kheo tu hành mà nghiệp của mình lắng yên được, gọi là chỉ dừng lại được hết tất cả cái xấu, trong sạch như hoa sen, thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái pháp thậm thâm vi diệu đó sẽ hiện vào trong trong tâm tưởng của thầy tỳ kheo đó và trong việc làm của thầy tỳ kheo đó. Cho nên đây gọi là pháp vi diệu. Cho nên Ngài thấy được cái yếu chỉ này, do đó mà Ngài mỉm cười. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi là niêm hoa vi tiếu. Cho nên niêm hoa vi tiếu tức là Đức Phật đưa cành hoa lên, Ngài Ma Ca Diếp mỉm cười, thì lúc bây giờ đó cái mỉm cười và cái đưa cành hoa là không dùng lời nói, nhưng mà Phật và Ma Ca Diếp nó hiểu nhau. Phật và Ma Ca Diếp nó hiểu nhau nhé. Cho nên chỗ này ta gọi là vô ngôn, vô ngôn thuyết pháp, tức là thuyết pháp mà không bằng lời. Ta nói thuyết pháp mà không bằng lời thì về sau này Thiền Tông ta triển khai ra, ta thành cái gì gọi là giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền tức là ngoài giáo lý, ngoài giáo lý của Đức Phật. Thì lúc bây giờ chỉ có cái tâm thanh tịnh của Đức Phật mà truyền qua cái tâm thanh tịnh của Ngài Ma Ca Diếp, thì lúc bây giờ tất cả những cái gì mà Đức Phật tu chứng được, cái này nó truyền thẳng vào trong trong tâm Ngài Ma Ca Diếp. Đây là trên bước đường tu, cái yếu chỉ Thiền Tông là nằm chỗ đó, yếu chỉ Kinh Pháp Hoa cũng vậy. Cho nên khi mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, tức là dừng được tất cả những cái ác lại, mà bây giờ chúng ta dục nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật á, thì Đức Phật hiện ra, Đức Phật hiện ra đó thì sao? Đức Phật hiện ra đó thì tất cả những cái pháp mà của Đức Phật đó, nó truyền thẳng vào trong tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh mà pháp Đức Phật truyền vô rồi đó, thì lúc bây giờ đó tâm chúng ta tự sáng lên và ta biết được hết. Vì vậy đó mà cái nguồn pháp này nó truyền, nó truyền ở bên Ấn Độ cho đến cái thời của Ngài Long Thọ. Ta nó truyền tới đời Ngài Long Thọ, Ngài Long Thọ mới phát hiện ra được cái này. Thì các vị biết đó, là cái khi truyền thừa pháp đó, thì chúng ta có hai cái cách truyền, gọi là truyền thừa theo lịch sử và truyền thừa theo tâm. Ta nói truyền thừa theo lịch sử có nghĩa là thầy truyền cho trò cứ kế nhau thôi. Ta nói thầy mà truyền cho trò thì bây giờ đó, thí dụ như tôi là đời thứ 41, thầy tôi là đời thứ 40, và bây giờ tôi truyền cho đệ tử đó, ai tới cầu pháp với tôi thì tôi cho đời thứ 42 phải. Đời 42 tức là truyền theo lịch sử. Ta nói đắc đạo hay không đắc đạo, thanh tịnh hay không thanh tịnh thì cứ hạ bút xuống mà cho pháp danh, để rồi nữa gọi là truyền thừa, truyền thừa tới. Nhưng mà truyền từ cái thời Ngài Ca Diếp mà truyền cho tới Ngài Long Thọ Bồ Tát, người ta tính tới đời thứ 13 rồi. 13, nhưng mà trong cái khoảng giữa này đó thì chúng ta thấy không có vị nào mà làm một cái việc gì nổi bật hết. Nhưng mà tới đời Ngài Long Thọ đó thì chúng ta thấy đưa cái tinh thần Kinh Pháp Hoa lên thật cao, cái tinh thần Bồ Tát tự dấn thân vào cuộc đời, đây mới có. Cho nên cái khi mà Huệ Văn Thiền Sư đó là người Trung Hoa, mà lúc bây giờ đã đọc cái Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ Bồ Tát thì Ngài liền ngộ được cái yếu chỉ chỗ này, ngộ được cái yếu chỉ. Cho nên giữa Ngài Long Thọ và Ngài Huệ Văn Thiền Sư đó là cách nhau mấy trăm năm. Mấy trăm năm là đương nhiên không thể nào mà trực tiếp truyền được. Ngài Long Thọ đã chết rồi, Ngài Huệ Văn chưa sanh ra. Nhưng mà Ngài Huệ Văn ở
bên Tàu, ngài Long Thọ ở bên Ấn. Nhưng mà tự nhiên đó, ngài Huệ Văn lại nhận được ngài Long Thọ là tổ, là thầy. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, ngài nhận được cái gì? Ngài nhận được cái vấn đề tu thiền cần phải tâm thanh tịnh. Nhưng mà tâm thanh tịnh rồi nó cần phải thấy Phật. Cần phải thấy Phật. Cái điều này là điều quan trọng. Thấy Phật để mà nhận được cái trí tuệ của Đức Phật truyền tới cho ta nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài nhận được cái trí tuệ của Phật truyền tới cho ngài rồi đó, thì ngài nhìn sự vật nó bắt đầu khác rồi. Thành ra trên bước đường tu đó, cái điểm quan trọng nhất đó mà các Phật tử, tâm chúng ta thanh tịnh gọi là chỉ, nhưng mà quán tưởng Đức Phật đó, để thấy Đức Phật, để thấy Đức Phật đó, rồi Đức Phật mới truyền vào tâm chúng ta đó, thì này gọi là quán. Thành ra khi mà quán tưởng thấy được Đức Phật và Đức Phật cái truyền trí tuệ vào tâm chúng ta đó, thì tâm chúng ta sáng lên. Thành ra từ cái chỗ tâm ngài sáng lên đó, mà ngài mới phát hiện ra một pháp môn tu mới, gọi đó là tam trí tam quán. Thành ra tam trí tam quán là gì? Tam trí là trí của tinh văn, trí của duyên giác và trí của Bồ Tát. Đây là tam thừa giáo đây. Ta nghe người tu hành á, thì cái trường hợp này đó, ban đầu mình tu tinh văn thì mình thấy sự vật theo kiểu của tinh văn, mình tu duyên giác thì mình thấy sự vật theo kiểu duyên giác, mà mình tu Bồ Tát mình thấy sự vật theo kiểu của Bồ Tát. Cho nên á, cái thấy của ba cái này khác nhau hết. Ta nghe một mình ngài, nhưng mà khi tu tinh văn thì thấy kiểu này, khi tu duyên giác thì thấy kiểu này, khi tu Bồ Tát thì thấy kiểu này. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên khi quý vị phát tâm đi tu xuất gia rồi vô chùa ở chung với chư tăng tu, thì bây giờ ta sống một đời sống phạm hạnh của tăng già, thì ta nhìn sự vật khác. Nhưng mà bây giờ ta ẩn tu vào trong núi rừng một mình một bóng chúng ta đó, thì ta quan sát sự vật ta lại thấy khác nữa. Nhưng mà khi ta dấn thân vào cuộc đời để thuyết pháp độ sanh đó, thì ta lại thấy sự vật khác nữa. Cho nên gọi là tam trí tam quán. Ta nên ngài mới dạy chúng ta khi tu tinh văn thì như thế này, khi tu duyên giác thì như thế này, nhưng mà ra hành Bồ Tát đạo thì phải như thế này thôi. Cho nên tùy lúc, tùy chỗ, tùy nơi mà chúng ta hành đạo, không thể giống y hệt nha. Vì vậy đó mà ta nhìn ta thấy kỹ cái người mà tu tinh văn đó, thì họ hay chê trách những cái người tu Bồ Tát, mà cái người tu Bồ Tát đó, hay chê cái người tu tinh văn. Thì ngài mới nói thế này: khi ta tu tinh văn thì ta thấy như vậy, thì bây giờ người khác tu tinh văn họ cũng thấy như vậy, thì đấy là sự thật, có gì mà ta thắc mắc. Người này tu Bồ Tát đó, thì họ thấy như vậy. Ta nên có những cái người mà khi phát tâm tu Bồ Tát rồi nữa, mà bây giờ cái nghiệp mình chưa sạch, nhưng mà hành Bồ Tát đạo thì sao? Gặp những cái chướng duyên, gặp những cái chuyện mà gai mắt chúng ta nữa, thì ta buồn phiền, ta bực tức, ta có thể bỏ cuộc như không. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên có những cái đạo hữu mà chuyên làm cái chuyện từ thiện, chuyên hay đi cứu trợ, hay đi bố thí, hay đi cúng dường, rồi tới một cái bữa nào đó họ đi tới chùa, họ thấy một cái thầy tỳ kheo nào đó có một cái cử chỉ, có một cái lời nói như thế nào đó mà họ không bằng lòng. À, thôi bây giờ tôi không bao giờ đi cúng cho mấy thầy nữa. Đây là sự thật chứ. Nhưng mà tới cái mức nào đó, khi mà chúng ta hành Bồ Tát đạo rồi nữa, nếu ta có trí tuệ rồi, thành ra một người mù cổng, một người què, hai người cùng đi đó, thì ta nhìn ta thấy khác nhé. Ta thấy theo tinh văn, ta thấy theo duyên giác. Rồi bây giờ ta hành Bồ Tát đạo, ta thấy nên bình thường. Mà khi thấy bình thường như vậy đó, thì sao? Thấy cái thầy đáng cúng thì ta cúng, nhưng mà thấy thầy không nên cúng thì ta không cúng. Thấy cái thầy ta tới ta học đạo được thì ta học, mà thấy cái thầy ta không nên gần thì ta tránh đi. Cái người có mắt thì thấy vậy chứ, chứ không phải là mù rồi. Cứ như vậy đó mà đi thì sẽ xa hầm rớt hố, là chuyện này chuyện bình thường. Cho nên khi nói đi tu đó, thì nhà vô chùa, rồi vô chùa bất mãn đó, thì giờ đi đâu?
Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, các Phật tử nên cõng một người có mắt. Cõng một người có mắt đó, phải có một người thầy chứ. Có người thầy đó, họ chỉ cho chúng ta, họ biểu là nên tới chùa này, tới chùa kia, chùa nọ. Đừng nên tới chỗ đó. Ta nên tới chùa Đại Lỗ Âm, chứ đừng nên tới Tiểu Lỗ Âm. Ta nên nhớ như vậy. Tới Tiểu Lỗ Âm tức là gặp ma giả Phật. Ta nên tới Đại Lỗ Âm thì lúc bây giờ mới gặp được Đức Thích Ca và Ngài Ma Ca Diếp. Cái chuyện là chuyện chính ta nhỉ. Mà phải có cái người sáng mắt họ mới chỉ ta. Ta nói chỉ đường ta đi thì ta đi. Nhưng mà có người sáng mắt như vậy đó, mà ta phải cõng họ đi đó, thì cũng phiền lắm. Nhưng mà khi ném họ xuống rồi đó, thì ta đi một mình thì rất nguy hiểm. Đây là trên bước đường. Nhưng mà cái người sáng mắt đó, mà quý vị cõng đi là ai? Tam Tạng Thánh Giáo của Đức Phật đó, chúng ta cõng trên vai tình. Trên bước đường tu chúng ta đã không nên rời bỏ giáo lý, không nên rời bỏ giáo lý. Cho nên kinh điển Đức Phật cứ luôn luôn lúc nào ta cũng cõng ở trên vai ta. Cõng trên vai để chi? Để ta đối chiếu với cuộc đời. Cho nên khi ta nhìn ta thấy việc nó xảy ra như vậy, ta đối chiếu lại coi trong kinh Đức Phật có nói không. Kinh ta mang trên vai ta đi, ta coi lại trong kinh này Đức Phật có nói cái này không? À, ta thấy trong kinh đã có nói rồi thì ta thấy sự vật đây là như vậy là đúng, không có vấn đề gì. Cho nên trên cái bước đường tu này nữa, nó là người mù cổng cái người què. Cổng đây là cổng giáo lý. Cho nên giáo lý này cũng là giáo lý phương tiện của Đức Phật chứ không phải là cứu cánh. Chấp vào đây cũng được, nhưng mà nhờ cái phương tiện này đó mà chúng ta thực hiện được cái mục đích chúng ta nữa là thành Bồ Tát Đạo và để tới cuối cùng thành Phật. Đó là trên bước đường tu ta. Cho nên Ngài Huệ Văn Thiền Sư thì nhìn thấy được như vậy, do đó Ngài không thắc mắc nữa. À, cái người này tu Tinh Văn thì họ thấy như vậy, tu Duyên Giác họ thấy như vậy, tu Bồ Tát họ thấy như vậy. Mà bây giờ ta muốn thành Bồ Tát Đạo thì ta đến làm quyến thuộc Bồ Tát. Ta muốn tu Tinh Văn thì ta nhập chúng ở trong chùa. Đây là cái việc rất bình thường. Cho nên có những người thích tu Bát Quan Trai, nhưng mà có những người thích đi từ thiện thì sao? Biểu cái người đi từ thiện vào tu Bát Quan Trai họ đã ngồi đây vô ích. Biểu cái người mà tu Bát Quan Trai đi hành từ thiện họ nó mệt lắm. Hai cái này khác nhau chứ. Cho nên ta thấy người ngồi tu Bát Quan Trai đó họ lần Bồ Đề, họ niệm Phật. À đúng rồi. Thấy cái người kia lặn lội đi cứu trợ cực khổ như vậy đó mà họ vui, ta thấy đúng rồi. Cho nên khi nào ta muốn đi cứu trợ, ta tìm những người đi cứu trợ. Khi nào ta muốn tu Bát Quan Trai, ta tìm những người tu Bát Quan Trai. Muốn cái gì ta theo cái đó. Cho nên Ngài Huệ Văn không thắc mắc nữa. Không thắc mắc nữa, do đó mà Ngài dạy người đệ tử, Ngài truyền thừa trở lại cho Ngài Huệ Tư Thiền Sư. Cho nên Ngài Huệ Tư Thiền Sư là cái người đó mà ưa thắc mắc ta trên cuộc đời này và khổ sở trên cuộc đời này. Ngài đi hết chùa này tới chùa kia, không chùa nào Ngài bằng lòng hết, mà cũng không ai bằng lòng Ngài hết. Cho nên có lúc đó người ta muốn giết Ngài đi. Bảo rằng có lúc đó người ta muốn giết Ngài đi đó, cho nên người ta bỏ thuốc độc vào trong bình bát của Ngài. Nhưng mà nó may cho Ngài đó là Ngài có một cái tâm từ. Do đó mà Ngài thấy một con chó nữa, chó đói, cho nên Ngài mới thương nó, Ngài mới trút cái bình bát cho nó ăn. Nó ăn xong rồi nó chết đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà mình tu mình tốt mà mình không bằng lòng ai hết, mà quý vị biểu họ bằng lòng mình, cái chuyện này không thể có được. Thì Ngài Huệ Tư Thiền Sư này mới nhờ Ngài Huệ Văn khai ngộ cái chỗ này. Khai ngộ tức là khai tâm. Cho nên áp dụng cái tam trí tam quán này mới thấy. Áp dụng cái tam trí tam quán này mới thấy người này họ tu Tinh Văn. Thì nếu mình muốn tu Tinh Văn, mình vô chùa thì mình phải vậy chứ. Chứ bây giờ đó mình muốn tu thiền mà mình vô cái chùa người ta tịnh độ, người ta cứ tụng kinh tối ngày phải không? Thì cái trường hợp này mình tức mình chịu không được, mình nói người ta.
thì ai chấp nhận mình? Rồi mình tới một cái chùa người ta tu thiền á, mà mình nói sao không tụng kinh, ai chịu mình? Cho nên tới chùa thiền thì phải tu thiền, tới chùa tịnh độ thì phải niệm Phật thôi. Đây là cái nguyên tắc như vậy. Cho nên áp dụng cái phương pháp này, cái tâm ngài thanh thản. Cái tâm ngài thanh thản thì cũng được Đức Phật soi rọi tới lòng mình. Cho nên khi tâm ngài sáng lên thì ngài lại thấy cao hơn thầy mình bước. Cho nên học trò mà hơn thầy là chỗ này. Thầy chỉ dò dẫm tới chỗ này thôi, nhưng mà cái có sẵn của thầy phát minh ra rồi nữa, mình nương vào cái này nữa, mình phát minh lên một tầng cao mới, thì cái chuyện này chuyện dễ hơn. Cho nên ngài Huệ Tư Thiền Sư đó thì nhận cái tâm trí tam quán của ngài Huệ Văn, thì ngài mới phát hiện ra một cái pháp mà của ngài tu đó, gọi là nhất tâm tam quán. Tại nên khi nhất tâm rồi đó, khi mà tâm chúng ta được nhất tâm rồi đó, thì ở trong cái nhất tâm này đó, theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ chúng ta thấy hết. Cái trí chúng ta dung thông được Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên dùng một tâm mà thấy cả ba. Thấy cả ba để làm gì? Khi sống chung với người tu Thinh Văn thì ta tu hành Thinh Văn, sống chung với Bồ Tát thì ta hành Bồ Tát Đạo. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên không chướng ngại nữa. Ta nên không chướng ngại nữa, có nghĩa là ta không chướng người mà người cũng không chướng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài mới được nhiều người thương kính, nhiều người kéo tới học. Cho nên nhiều người tới học với ngài, cho nên cái uy tín ngài nó tăng lên cao quá, vì đây là một thiền sư đắc đạo. Do đó nó mà nó đã truyền tới triều đình, bây giờ vua mới phong cho ngài một cái chức danh mới, đó là Đại Tô Thiền Sư. Tức là ngài tu ở núi Đại Tô, cho nên vua coi ngài là Đại Tô Thiền Sư, là thiền sư chính thức. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cũng có người đó, ngày xưa bị người ta ghét bỏ bao nhiêu, thì bây giờ đắc đạo rồi thì người ta sanh kính trọng hơn. Cho nên trên cái bước đường tu, cái quan trọng nhất là tu cho đắc đạo. Thì cái khi mà ngài được như thế, thì Trí Giả Đại Sư, Trí Giả Đại Sư đó, nghe nói trên núi Đại Tô có một bậc danh tăng tu đắc đạo như vậy đó, thì Trí Giả Đại Sư mới tìm lên, mới tìm lên núi ở đó tu. Thì khi mà tìm lên núi ở đó tu đó, thì lúc bây giờ đó, Đại Tô Thiền Sư là cái người đắc đạo rồi, ngài Huệ Tư đắc đạo rồi, cho nên đó, ngài nhìn thấy người, ngài biết. Biết người nào có duyên với bộ kinh nào, có duyên với pháp môn nào và nên làm cái gì, ngài biết rõ hết. Ngài biết rõ hết, do đó đó mà ngài mới bảo Trí Giả Đại Sư đó, thì bây giờ đó chỉ ôm bộ kinh Pháp Hoa mà lên chùa tụng hết ngày này sang ngày khác thôi, không làm gì khác. Đây là trên bước đường tu. Là ngài nói rằng Trí Giả Đại Sư là cái người mà có duyên với cái bộ kinh này, cho nên tụng cái bộ kinh này rồi sẽ lần lần khám phá nó ra trong đó mà hành đạo. Chứ ngài không dạy, ngài không dạy cho ngài Trí Giả Đại Sư. Thì ngài Trí Giả Đại Sư đó mới ôm cái bộ kinh này lên chùa tụng. Nhưng mà trong lịch sử ghi đó, mà ngài vừa tụng mà ngài vừa khóc không? Vừa tụng kinh mà vừa khóc. Cho nên vì ngài có nhân duyên với bộ kinh Pháp Hoa, do đó khi tụng kinh Pháp Hoa là ngài có cái đồ cảm, có đồ cảm về kinh. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi cũng muốn nói nhỏ với các vị đó, người nào tụng kinh mà có cảm thì mới ứng, còn vô cảm thì có thể tụng suốt đời cũng có gì. Đây là điều quan trọng. Cho nên ngài tụng cái bộ kinh Pháp Hoa mà vì cái độ cảm tâm ngài đó, tới cái mức mà phát khóc đó. Cho nên cảm mà tới khóc thôi mà. Nên tôi khi tôi tụng kinh Pháp Hoa mà tới cái đoạn mà ngài Xá Lợi Phất nói là hai vai cùng cổng pháp, đầu thì đội Phật, trải qua vô số kiếp, con cũng thấy mình chưa đền đáp được cái ơn. Thế nên bây giờ tôi cũng muốn khóc là nữa.
Tại vì cái khi mà ta tụng kinh ta có cảm được Đức Phật, thì bây giờ cái Phật lực mới gia bị tới được cho ta. Mới gia bị tới được cho ta thì tâm chúng ta mới sáng lên. Cho nên tâm chúng ta mới sáng lên. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Trí Giả Đại Sư khi tâm sáng lên đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới thấy mình tới được với cái hội Linh Sơn và nghe được Đức Phật thuyết pháp. Đây là cái việc quan trọng nhất mình thấy. Thấy Phật tới với mình, xoa đầu thọ ký cho mình, hay thấy mình tới với Phật để được Đức Phật truyền tâm ấn, hai cái này quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu mà cả hai cái này chưa có thì biết ta cách Phật còn xa. Trên cái bước ban đầu đó, cái khi mà ta tu hành này đó, cái người mà cảm Phật cao thì khi tụng kinh, khi tụng kinh rồi lúc bây giờ đã tối ta ngủ nằm mơ thấy Phật. Kế đó nữa đó, là ta thấy Đức Phật tới xa đầu thọ ký cho ta, và tới cao nhất đây đó là ta tới được với Phật. Đây là trên bước đường. Cho nên Trí Giả Đại Sư là cái người mà tới được Đức Phật. Tới được Đức Phật đó. Cho nên khi mà tới được với Đức Phật, nhận được tâm ấn của Đức Phật đó, thì lúc bây giờ Ngài mới đưa ra cái pháp đó, gọi là chỉ quán song tu. Tên là chỉ quán song tu. Cái pháp này nên là của Trí Giả Đại Sư. Tức là khi nào tu chỉ, tức là khi mà nghiệp chúng ta khởi lên là dừng ngay. Nghiệp chúng ta khởi lên là dừng ngay. Cho nên kinh nghiệm của Ngài Trí Giả mà tôi áp dụng trong cuộc sống của mình là khi nghiệp mình khởi, tức là trong tâm mình bất an á, thì ngưng hết tất cả các Phật sự, dù quan trọng mấy tôi cũng bỏ, không làm nữa. Tại vì trong lúc đó mà mình không dừng lại được thì mọi việc đều hư. Tâm mình tốt, việc mình tốt, nhưng mà quả không bao giờ tốt. Đây là Ngài Trí Giả Đại Sư phát hiện. Cho nên phải dừng ngay, coi chừng ma dẫn mình đi. Khi mình có một cái ý niệm tốt, mình có một ý niệm tốt đó, mà lúc bây giờ tâm mình bất an, thì lúc bây giờ ma tới dẫn mình đi, dẫn cái tâm tốt mình đi nữa, để tới cái chỗ không tốt. Mà tới chỗ không tốt thì cái trường hợp cái quả sao tốt được. Cho nên bây giờ để quý vị muốn đi chùa, phải không? Ta nên muốn đi chùa để cầu phước, cầu lộc, cầu gì đó. Thì có một bà hàng xóm này tới rủ vị đi, phải không? Tại vì cái tâm chúng ta nó muốn cầu phúc, cầu lộc. Cho nên lúc bây giờ cái bà hàng xóm này tới rủ đi đâu, em ta biết rồi. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên lạc vào đường ta, tất cả mọi việc bất an này dừng lại hết. Dừng lại hết trong lúc đó chúng ta tu quán. Dừng lại cái này thì lúc bây giờ để chúng ta quán. Quán tưởng cái gì? Quán tưởng Đức Phật. Ta nên quán tưởng Đức Phật, quán tưởng cái hình tướng Đức Phật, cái hạnh của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật. Ta sống với kinh điển của Đức Phật đây, tự nhiên lòng chúng ta sáng trở lại. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên áp dụng hai cái này gắn nhau. Hay là trường hợp mà thiền giáo song hành. Ta nên thiền giáo song hành, tức là khi chúng ta ngồi thiền, nhưng mà ta thấy có nhiều cái việc á, ta không thể giải được. Ta nên bây giờ ta mới xả thiền ra, mà ta tới lật kinh ra ta đọc. Đây là trên bước đường tu. Tôi áp dụng theo Trí Giả Đại Sư, tôi thấy có kết quả. Ta nên bây giờ đó, tôi ngồi thiền, nhưng mà tôi cảm thấy tâm không thông được, bế tắc. Ta nên bế tắc tôi không tiếp tục ngồi đâu. Không phải ngồi cho đúng giờ quy định không phải. Nhưng mà trong lúc đó tôi bỏ ngay cái thời ngồi thiền này, tôi tới dở sách ra để tôi đọc. Tôi cố tìm để lý giải được cái chuyện này, tại sao mà tôi đã thấy được khi mà tôi ở trong thiền. Rồi khi mà thấy được cái lý giải này nữa, thì tôi có thể áp dụng cái lý giải này vào ở trong thiền để tôi đi sâu hơn, xa hơn. Hay là bây giờ đó, khi tôi đọc một cuốn sách tới cái đoạn này, tôi thấy cái ý chỉ này nữa, có thể chấp nhận được. Hay. Nhưng mà
bằng cái thực tế này đó thì tôi không giải được. Cho nên lúc bây giờ tôi ngưng cái chuyện này lại, ngưng cái vấn đề đọc sách lại, mà tôi ngồi thiền. Tôi ngồi thiền để cho cái tâm lắng yên, dừng tâm trở lại trong một cái yếu chỉ nào đó chúng ta phát hiện ra được. Cho nên cái này sáng lên thêm. Đây là trên bước đường. Cho nên đây tôi gọi là chỉ quán song tu. Chỉ và quán, hai cái này hợp lại. Hay là thiền và giáo, hai cái này hợp lại. Cho nên khi mà kết hợp như vậy tu, có nghĩa là ta thấy cái gì cần thì ta ứng dụng ngay, còn cái gì không cần thì ta bỏ. Chứ không nên theo công thức hay là chủ nghĩa hình thức thì chúng ta lại kẹt vào sự vật. Đó là cái yếu chỉ của cái pháp môn tu là như thế. Tôi mong tất cả các Phật tử mà khi áp dụng cái pháp tu của Đức Phật vào trong cuộc sống của mình thì phải biết khéo léo vận dụng chỗ này để mình có kết quả. Chứ không phải nói tu thiền thì quanh năm suốt tháng tu thiền. Hay là nói tôi tụng kinh thì tôi chỉ chuyên tụng kinh không có. Tụng kinh để làm gì? Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để soi rọi lại những cái lời dạy ở trong kinh. Tụng kinh để hiểu được những cái của Đức Phật dạy mà ta áp dụng ở trong thiền. Đây ta gọi là thiền, gọi là chỉ quán song tu. Tôi xin dừng ở đây.